Thì em chào tất cả các chị trong Zoom ạ. Câu chuyện vừa lại từ nãy giờ thì em nghe các chị chia sẻ về câu chuyện chữa lành ấy, thì em cũng thấy cũng rất là không phục ấy. Bản thân em thì cũng chưa chưa đến chưa tìm đến cái những cái thực đơn chữa lành, mà em chỉ đến dưới thực đơn về tăng cân thôi. Là có gì thì em chia sẻ đấy nhé các chị, tại vì là em cũng chưa có nhiều kiến thức về chữa chữa lành ấy. Ừ, em chỉ chia sẻ Em cái thì hành cải thiện sức khỏe của mình thôi, mỗi người một thể trạng khác nhau. dạ vâng, bản thân em thì em là một người rất là gầy, gầy khoảng 10 năm nay rồi. Em cao 1m66. Trước khi đến với thực đơn tăng cân ấy, thì em chỉ nặng có 46 cân thôi. Và với cái chiều cao như thế thì em cứ thường xuyên là ai gặp em, mọi người cũng đều nói là sao gầy thế. Và đặc biệt là từ khi sinh em bé xong ấy thì em lại còn bị thêm những cái triệu chứng như là hậu sản này, mất ngủ, rồi da thâm sạm, không chân tay không có cơ gì hết. Và em thường xuyên là mọi người gặp em đều quở em là ôi sao gầy thế, gầy như thế này thì làm sao mà giữ được chồng, chồng đi linh tinh bên ngoài thì cũng đúng thôi, là do mình mà. Và em cũng trước đây em cũng từng là một người cũng khá là tự tin về ngoại hình. Em là sinh viên thì lúc đấy em tự tin lắm, với chiều cao của em với cả ngoại hình của em thì em rất là tự tin. Nhưng từ khi em lấy chồng xong đấy là em bị sút cân trầm trọng. Em dùng đủ các biện pháp tăng cân, những em thậm chí em tìm đến những cái sản phẩm tăng cân, hỗ trợ tăng cân là em để mẹ nói chuyện một lúc. Em tìm đến những cái sản phẩm tăng cân cấp tốc. Đấy là có những cái sản phẩm là em uống vào một cái là em ăn ăn liên tục tục và em ngủ say, em ăn ngon lắm, và em trong vòng 1 2 tuần là em tăng đến 4 5 6 cân. Và sau đấy là em có dừng thì em lại sút cân trầm trọng, lại quay về mức ban đầu. Và hệ quả của việc uống thuốc tăng cân cấp tốc đấy chính là em cảm nhận được là cái thận của em nó có bị kém hơn một chút, tức là em cảm nhận được ạ. Sau đấy là em dùng đến các những cái sản phẩm hỗ trợ tăng cân như là thực phẩm chức năng, Herbalife rồi nhiều lắm ạ. Em tìm đến nhiều lắm, rồi ai nói gì là em theo đấy. Mọi người nói là em ăn nhiều cơm và ăn nhiều thịt vào là em cũng ăn, em ăn nhưng mà đều không có kết quả ấy. Và em lại còn, tức là em còn bị thêm cả táo bón nữa. Ví dụ như, tức là có những cái thời điểm thậm chí là 4 5 hôm, 6 7 hôm em mới đi vệ sinh một lần. Em cứ ăn rất nhiều nhưng mà không hề có hiệu quả. Thế là vào cái ngày 25 tháng 1 năm 2013 thì em có lướt trên Facebook, em có thấy các chị chia sẻ rằng là ngày hôm nay là ngày có cái tức là nếu như bạn viết một cái điều gì đấy lên Facebook về mong muốn của bạn, thì bạn sẽ nhận được tín hiệu từ vũ trụ, sẽ gửi tín hiệu lại cho bạn để bạn sẽ nhanh gặp được cái điều nhanh đạt được cái điều bạn mong muốn hơn ấy. Thì là em cũng viết lên Facebook rằng là ngày 25 tháng 1 thì em viết là năm 2024 tôi sẽ nặng 53 cân và thêm một vài điều ước về cá nhân nữa. Thì lúc khi mà em viết cái điều ước đấy lên trên Facebook ấy thì em cũng hy vọng rằng là lúc để, em hy vọng là vũ trụ ơi sẽ gửi cho tôi những cái tín hiệu tốt để cho tôi có thể tăng cân được. Thì không biết là vì một cái lý do nào đấy mà đúng vào 1 tuần sau khi em lướt trên Facebook thì em lại thấy hiện ra cái trang fanpage là Emma Phạm Kitchen. Thì em mới không ngần ngại gì cả, em bảo là đây chính là tín hiệu mà vũ trụ gửi đến cho mình đây rồi. Chắc là vũ trụ nghe thấy cái thấu hiểu được cái tâm tâm nguyện của mình rằng là mình muốn tăng cân, nhờ vũ trụ gửi đến cho mình trang fanpage này. Thế là em cũng vào xem fanpage và em thấy những cái câu chuyện của mọi người chia sẻ về liệu trình tăng cân và giảm cân. Thế em cũng không suy nghĩ gì cả, em bảo là đây chắc chắn là điều vũ trụ gửi đến cho mình, điều tốt lành gửi đến. Thế em inbox cho các chị rồi em hỏi các chị tư vấn, các chị nói là có liệu trình tăng cân đấy, bạn có muốn trải nghiệm không? Thì em đăng ký luôn cái gói 44 ngày tăng cân cùng với cả Emma Phạm Kitchen.
Thì sau đấy là em cũng khoảng một tuần sau là em bắt đầu thực hiện. Em thực hiện, em cũng mua đầy đủ những cái thực phẩm thực đơn như vậy, là em ăn uống có những cái thực phẩm em không mua được thì em sẽ thay thế bằng những cái sản phẩm khác. Và ngày ngày em lên Google, em tra, em tìm kiếm những cái thông tin về sản phẩm đó, là sản phẩm này calo bao nhiêu và nên ăn uống như thế nào ấy. Thì trong vòng một tháng thì là em cứ mỗi một tuần em tăng một cân. Thời điểm 46 cân này em ăn đến một tháng sau em lên 40, gần 50 cân này. Sau đấy là khoảng tầm cứ duy trì, em duy trì như vậy là trong vòng khoảng gần 3 tháng là em đạt được cái cân nặng mà em mong muốn, đấy là 53 cân. Có một điều là em khi mà thực hiện cái liệu trình tăng cân này là trong đầu em lúc nào em cũng hình dung rằng là em nhảy lên cái cân là cân nặng sẽ hiện ra số 53. Tức là em luôn luôn em nghĩ rằng như thế và em thực hiện với toàn bộ lòng quyết tâm. Thì em đã đến thời điểm bây giờ là tròn một năm thì em đã đạt được cân nặng là 54 cân ạ. Và em cảm thấy rất là vui. Khi mà đạt được cái số cân nặng mong muốn ấy thì mọi thứ gần như xung quanh em đã thì bây giờ thì tất cả mọi người đều nhận thấy rằng là em đang cân ấy, từ mẹ chồng em cũng thấy em cũng rất là khác, rồi da dẻ khác này, tăng cân hơn, nhìn cũng gọi là ngoại hình cũng ổn ổn hơn ấy. Thì mọi người nhìn thấy em thay đổi rồi, mọi người đều Thay đổi theo đúng không? Ừ, của em chắc là sao cứ hay bị ao ấy nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ vào đi. Có nghĩa là hành trình của em Yến là khi sau khi mà đã được từ một người rất là gầy và đã được tăng cân, thì em Yến sẽ chốc nữa là em sẽ hướng dẫn anh chị em mình áp dụng cái quy lắm luật một lần này. sau cái gì đấy Yến ơi, được chưa em? em được rồi đấy chị ạ, cũng không hiểu tại sao lại thoát Ừ, thì chị không rõ làm sao nó cứ hay ao ra nhỉ, chị không rõ luôn. Mình chia sẻ thêm vài phút nữa đi, không thì nó lại ao tiếp. Ừ. bây giờ thì em cũng tức là để đạt được số cân nặng như mong muốn này thì em cũng em nhận thấy rằng là để mà tức là khi mà tức là kinh nghiệm rút ra của em là mình trước tiên là mình phải quyết tâm và mình thực hiện theo kỷ luật thì chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Sau đấy là mình cũng khi mà mình quyết tâm rồi thì mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn và mình nhận biết được đâu là cái phương pháp phù hợp và hiệu quả với mình ấy. Sau như em thực hiện theo thực đơn tăng cân, tức là em mới trải nghiệm thực đơn tăng cân thôi ấy, thì là em đã thấy hiệu quả rồi. Còn sau này là em cũng đang muốn tìm hiểu thêm về những cái phương pháp chữa lành hơn ấy. Tức là em ăn thì em vẫn ăn không phải là thuần chay mà em vẫn ăn các loại thịt nên là em cũng muốn chuyển sang tìm hiểu về chữa lành nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi mà tất cả mọi người nhìn thấy em tăng cân là có những cái bạn mà ở những hàng xóm ở gần em ấy, mọi người cũng cũng gầy và cũng muốn tìm hiểu về tăng cân thì mình cũng có một chút kinh nghiệm và mình cũng có chia sẻ cho mọi người ấy. Nhưng mà mọi người thì thường thì mọi người chỉ thấy tăng cân thì mọi người thích thôi. Nhưng mà khi nói về phương pháp thì mọi người trả lời là không có thời gian như em hay là không có điều kiện như em thì nói chung là cũng cũng hơi khó để truyền đạt hết cho mọi người được. Nhưng mà thôi không sao, đấy là cái hành trình tăng cân của mình nhờ dinh dưỡng, đúng không? Dạ Đấy thì rồi. em có lời khuyên được cho tất cả các anh chị những người muốn tăng cân không, để mọi người, bởi vì em đã từng trải qua các phương pháp ví dụ như là uống thuốc tăng cân rồi các thực phẩm chức năng, thì em có lời khuyên gì sau khi em đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn như thế rồi, để cho anh chị em và những người muốn tăng cân để tìm được phương pháp tăng cân khỏe mạnh không? Và Dạ vâng, em có một lời khuyên cho mọi người là khi mà chúng ta đã xác định là muốn tăng cân thì trước tiên là chúng ta phải thật quyết tâm và chúng ta luôn luôn hình dung ra rằng chúng ta ở một cái cơ thể rằng tức là chúng ta luôn nghĩ trong đầu và hình dung ra là chúng ta sẽ có cân nặng như mong muốn, cộng theo đó là sự quyết tâm và chúng ta phải thật nói chung là thật sự quyết tâm và thực hiện nghiêm túc có kỷ luật thì chúng ta mới đạt được kết quả như chúng ta mong muốn. Nhưng mà chị đang nói là mà mọi người là hướng tới cái phương pháp là tập trung vào dinh dưỡng hay là những cái phương pháp bên ngoài, em muốn biết ấy.
bởi vì bản thân em thì cũng đã trải qua cũng rất nhiều những cái phương pháp về tăng cân. Thì với em thì bây giờ là chúng ta nên hướng về theo dinh dưỡng chứ không phải tìm đến những cái thực phẩm về hỗ trợ, bởi vì em cũng dùng rất nhiều sản phẩm hỗ trợ rồi, nhưng cái quan trọng vẫn là cái đầu vào của chúng ta, cái mà chúng ta dùng hàng ngày, tất cả đều do là cái miệng của chúng ta mà. Cái miệng của chúng ta thu nạp vào thì nó sẽ quyết định đến cái thân thể, đến cái sức khỏe của chúng ta. Ừ, đúng Nên rồi. hướng tới về dinh dưỡng chứ không phải là những cái sản phẩm hỗ trợ. Những cái sản Ừ. phẩm hỗ trợ thì chúng ta chỉ ví dụ như những cái sản phẩm chức năng ấy, nó cũng có một cái số tác dụng nào đấy, em cũng không thể nào mà nói là không có tác dụng được, nhưng cái quan trọng vẫn là mình phải tìm đến những cái sản phẩm để mình hướng về cái phần phần gốc rễ chứ không phải là cái phần ngọn ấy. Cái sản phẩm chức năng nó chỉ là cái một cái sản phẩm bổ trợ thôi. Ừ. Ừ. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều nhé.